Hôm nay tiếp nối với những cái chương trình video hướng dẫn cắm hoa để mở shop thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cái cắm mới, một cái kiểu mới một cách rất là tự nhiên bằng hộp giấy ha. Vậy thì cái cách thực hiện như thế nào và nguyên liệu ra sao, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi nhé. Chúng ta mình có một ít cúc đất mà chống nhật, một ít cộng chứng màu hồng, một ít tricelium, một với một ít hoa đồng tiền nhí ha. Thì để thực hiện bỏ mút vào trong cái hộp giấy này thì đầu tiên mình sẽ dùng sốt trắng để mình chơi vào bên dưới, sau đó chúng ta sẽ dùng một cái tờ giấy clear trong loại dày để chúng ta giữ nước cho cái hộp hoa này nhé. Sau đó chúng ta bắt đầu đo, chúng ta đo cái cục mút sao cho mình để vừa fit với cái hộp này. Mình sẽ đến được cái phía này để các bạn có thể dễ dàng thấy cái cách
cắm như thế nào nhé. Nên nhớ khi mà chúng ta cắt thì chúng ta nhớ tỉ những cái phần cuối cùng cành hoa chúng ta đang làm nhỏ nhất có thể ha, để làm như vậy nó không có bị vướng cái bể mút, không có chiếm quá nhiều diện tích. Rồi cắm chúng ta để những cái hoa khác nữa ha, để cái hoa có cái xếp nó nhẹ nhàng để tạo một cái độ bay bổng cho cái bình hoa của mình ha. Nhớ là cái bình hoa mình nó phải đều ra ha, nó phải có một cái độ bung xả, nhưng nó cũng phải từ trước ra sau để cái phần gành sau của cái nắp nó không bị gọi là nó lạc lõng ha. Rồi chúng ta sau khi làm dùng hết cái phần cẩm chướng và đầu tiền rồi thì chúng ta sẽ dùng những cái hoa đệm này để tạo cái độ bay bổng cho cái giỏ hoa của chúng ta. Thank you.
đẹp, các bạn nhớ tắt nhẹ cái phần hoa ra và chúng ta đưa cái cây hoa đẹp vào. Chúng ta đừng có để cắm ngang, nó sẽ chảy cái mặt bông nha. Và cái lá mình đang xài là lá sơn tùng ha. Sơn tùng là một trong những cái loại lá đẹp, nó rất là hiệu quả bởi nó rất là bền và cái nhánh của nó rất là cứng, do đó nó rất là dễ cắm ha. Nhiều bông thì nó mới đẹp, mà cái bình hoa nó đủ bông để đủ cảm, để cái người nhìn người ta cảm thấy đủ xinh, đủ làm gọi là họ cảm thấy là vui vẻ nhất, họ cảm thấy mất cái bình hoa này nó phù hợp cái tính cách họ nhất thì cái loại bình hoa đó mới gọi là đẹp ha. Đẹp trong mắt của khách hàng mới quan trọng các bạn nhé. Qua thời gian chúng ta bán cho khách hàng, chúng ta sẽ hiểu được những cái đối tượng khách hàng đó, nó thích, họ thích cái loại hoa nào, mà để hiểu được họ là chúng ta phải là cái người biết được cái gu, biết cái tính cách của họ nó phù hợp với lại cái màu nào, rồi những cái tông màu nó nhu mì á, thì phù hợp với ai hết, người lớn tuổi khác, người trẻ tuổi họ có cái nhìn về hoa nó khác ha. Nên là chúng ta càng đi sâu, chúng ta càng bán cho nhiều khách hàng thì chúng ta sẽ càng hiểu. Còn muốn như vậy thì bạn phải là một người biết lắng nghe. Biết lắng nghe, biết ghi nhận những cái góp ý của khách hàng. Ở cái khúc này cái bông bé bé nhìn nó giống như hoa đồng nội dễ thương lắm nha. Thank you.
Rồi, như vậy là cái bình hoa của chúng ta đã hoàn thành rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu. À, nếu các bạn muốn, à mình quên giới thiệu cho các bạn cái lá này. Lá này là lá bạc. Để tạo được cái sự bay bẩn của cái bình hoa, chúng ta cũng có thể đẹp thêm một tí các bạn nữa nhé. Vậy là cái bình hoa của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn ha. Thì đây là một cái bình hoa nó rất là phù hợp cho những cái khách hàng nào mà họ thích một cái sự nhẹ nhàng, một cái người họ có tính cách là dịu dàng ha. Thì với cái bình hoa này là chúng ta sẽ dễ dàng cắm được vì nó rất là lợi hoa. Phần đằng sau thì chúng ta che bởi cái nắp của cái hộp, và phần đằng trước thì chúng ta cắm một ít hoa đủ để làm cho cái bình hoa này nó trở nên xinh xắn thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy cái video này có ích và muốn nhiều người được thực hiện thử nó thì các bạn hãy theo dõi và đăng ký kênh của mình để nhận được những video hướng dẫn cắm hoa mở shop tại nhà các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt.